Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Trong video trước, chúng ta đã điểm danh những vụ trộm 1412 Kaito Kid trong anime Thám tử lừng danh Conan. Sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ quên những phi vụ của anh chàng này trong những movie hoành tráng đúng không nào? Đây đều là những phi vụ đầu tư toàn diện với quy mô không tưởng, đáng xem lắm đấy. Không để các bạn chờ lâu nữa, cùng đến với 6 phi vụ cực đỉnh của Kaito Kid trong movie Conan nhé. Bắt đầu thôi. 1. Movie 3: Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ. Mở đầu là cuộc họp đầy căng thẳng của cảnh sát về thông báo mới của Kaito Kid nhắm đến món bảo vật Imperial Easter Egg. Đây là món bảo vật do Nga Hoàng Nikolai Đệ Nhị đặt làm để tặng cho nữ hoàng nhân lễ phục sinh. Dựa trên nội dung của bức thư, tất cả đều đoán sai vị trí xuất hiện của Kid. Mãi đến giờ hành động, Conan và Heiji mới hiểu ra ý nghĩa thật sự của bức thư, nhưng như thế đã là quá muộn. Kid khắc chế kế hoạch của cảnh sát, trộm đi quả trứng một cách dễ dàng. Tuy nhiên trên đường trốn chạy, Kid bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công, viên đạn bắn rơi kính của Kid, làm cậu ta rơi xuống và biến mất, để lại món bảo vật. Đến đây một nhân vật xuất hiện có tên là Natsumi, đem đến những ghi chép của cụ mình về một bảo vật hình quả trứng giống với Imperial Easter Egg. Nhờ đó Conan và mọi người lần ra những sự thật về cả hai bảo vật trứng phục sinh mang tên ký ức. Tất cả bí ẩn tụ họp lại tại đầu Yokosuke. Tại đây Kid cải trang thành thanh tra Shiratori, dõi theo từng bước phá án của Conan và cùng nhau trừng phạt hung thủ mang biệt danh Scorpion vì muốn trả thù cho cụ mình là Rasputin mà giết bao mạng người để cướp lại hết các bảo vật cuối thế kỷ 18. Sau cùng cặp bảo vật ký ức được trả về cho Natsumi, chắt ruột của người đã chế tác ra chúng. Đây cũng chính là mục đích ban đầu của Kid. Movie 3: Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ là movie đầu tiên Kid góp mặt trong chuỗi. Có lẽ vì đây là lần đầu nên cách Kid thể hiện trong movie này chưa thật sự bứt phá so với TV series. Hầu như cậu ta chỉ đơn thuần tìm hiểu ra chân tướng sự thật về món bảo vật từ trước, sau đó lên kế hoạch trộm nó trả về cho chủ nhân thực sự. Bằng chứng nằm ở việc Kid ký tên mình trong bức thư thông báo là ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ. Đây chính là cách mà cụ Kichi, cụ của Natsumi gọi chính mình, thông điệp được ẩn sau câu thành ngữ được truyền đời trong dòng họ của Natsumi. Tuy nhiên ở đây, Kid để lộ điểm yếu trong việc tìm hiểu và sắp đặt kế hoạch. Cậu không lường trước được việc sát thủ Scorpion bị truy nã bởi Interpol lại có liên quan trong vụ này nên đã suýt nữa bỏ mạng trong vụ trộm đầu phim. Nhưng dù sao cách thức Kid lên kế hoạch cho vụ trộm, đồng thời sự nhanh trí nhằm khắc chế ý đồ của cảnh sát trong việc giấu bảo vật ở chỗ khác đã cho thấy khả năng đáng gờm của anh chàng ảo thuật gia này rồi. Kid ngắt điện toàn khu vực, sau đó lại trừ bệnh viện với khách sạn, tòa nhà nào được phát điện đầu tiên là biết ngay cảnh sát đang tập trung bảo vệ quả trứng ở đó. Ngoài ra ở cuối phim, Kid cũng có sự can thiệp vừa đủ để Conan thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn chung, vụ trộm đầu tiên này của Kid trong movie khá an toàn so với quy mô của một movie, nhưng điều đó cũng có nghĩa những phi vụ tiếp theo sẽ rất hoành tráng. Cùng xem tiếp nhé. 2. Movie 8: Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc. Julie Maki, ngôi sao lớn của nhà hát vũ trụ, diễn viên chính trong vở kịch nổi tiếng Josephine, sắp diễn ra tại đó, bất ngờ nhận được một bức thư từ Kid, nói rằng sẽ trộm đi viên đá định mệnh giá trị của cô. Dựa vào nội dung bức thư, ông bác Mori đoán già đoán non địa điểm và thời gian của vụ trộm, dù còn nhiều điểm lấn cấn nhưng nghe cũng khá hợp lý, do vậy mọi người đều tin theo và lên kế hoạch tác chiến bắt gọn Kid trong buổi công diễn vở kịch Josephine. Đương nhiên dự đoán đó là sai, nhưng vì Kid đã nghe lén tất cả nên cậu quyết định sẽ xuất hiện ở đó để mọi người lầm tưởng Kid đã thất bại. Để có thể tự do đi lại thám thính xung quanh, Kid cải trang nhẹ nhàng thành Kudo Shinichi vì với nhân dạng này, Kid có bị véo mặt cũng không sao. Conan thì không có cách nào vạch chân và cứ thế đến đúng thời điểm mà ông Mori phân tích sai, Kid cải trang thành nhân viên an ninh định làm mầu tí nhưng bị Conan phát hiện. Sau cùng, Kid vẫn chạy thoát sau màn rượt đuổi trên không ngoạn mục với Conan. Vài hôm sau một sự kiện lớn được tổ chức ở Hakodate, Hokkaido, Maki cùng đoàn diễn của mình đến dự. Cô mời cả nhà Mori đi cùng, bao gồm cả luật sư Kisaki theo thỉnh cầu của Ran. Trên chuyến bay cao cấp, Conan chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của bức thư thông báo và vụ trộm sẽ chính thức được thực hiện ngay trên máy bay này vào buổi tối. Kid cải trang thành Shoji, một người trong đoàn diễn có quan hệ mập mờ với Maki, còn Shoji thật đang giả trang làm Kid ở biệt thự của Maki tại Hakodate theo lời cô ta để kiếm chút danh tiếng. Trong quá trình bay, Maki đột ngột tử vong vì dính chất độc ngay sau khi ăn sô-cô-la. Conan không mất quá nhiều thời gian để giải vụ án này, hung thủ là người trang điểm cho Maki. Tuy nhiên điều đáng lo là việc Maki đã tiếp xúc trực tiếp với cả hai phi công, họ dính độc theo và không thể tiếp tục lái máy bay. Kid đảm nhận vai trò cơ trưởng, chọn cơ phó là Conan. Ban đầu mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng những sự cố liên tiếp xảy ra, khi xử lý được gần hết các khó khăn, chỉ còn mỗi vấn đề đường băng bất đắc dĩ không có đèn điều hướng. Kid lao ra khỏi máy bay, dẫn dụ hàng chục xe cảnh sát đuổi theo mình, tạo thành hàng đèn điều hướng giúp Ran và Conan hạ cánh thành công. Trong movie này, Kid đúng là chủ đích nhằm đến viên đá quý định mệnh của nữ diễn viên Maki, nhưng sau cùng lại không trộm nó, đơn giản bởi vì nó là giả. Lúc cải trang thành Shoji trên máy bay, Kid đã hôn lên tay Maki theo phong cách chào hỏi của đoàn, nhưng thực chất là hôn lên viên đá. Chỉ vậy thôi là đủ biết nó là thật hay giả. Maki chỉ vì ham danh tiếng mà giả hết thứ này đến thứ khác. Đầu tiên là viên đá, tiếp đến là nhờ người giả làm Kid đột nhập vào biệt thự của mình. Về phần Kid, trong movie này siêu đạo trích của chúng ta tập trung nhiều hơn vào kỹ năng bay, còn các kỹ năng khác đều chỉ ở mức bình thường, giống với những gì đã được thể hiện trong TV series. Trong tình huống cấp bách, một học sinh cấp 3 lại có thể bình tĩnh điều khiển máy bay ổn định, trong khi cả hai phi công đều đang nguy kịch, đương nhiên không chuyên nghiệp bằng phi công thực thụ rồi.
nhưng như vậy cũng rất đáng nể, tạo ra phân đoạn nghẹt thở gay cấn cho người xem. 3. Movie 10 – Lễ cầu hôn của thám tử. Đây là một tập phim mà tôi rất thích khi các thám tử tụ hợp lại với nhau giải quyết cùng một vụ án trong tình thế mạng sống treo lơ lửng bởi chiếc vòng ID tai hại. Ông bác Mori nhận ủy thác từ một khách hàng bí ẩn, kèm theo yêu cầu dẫn đám trẻ con đến Miracle Land. Tại đây, Conan và ông Mori bị cuốn vào một vụ án do khách hàng yêu cầu giải mã. Nếu không xong trước thời gian quy định, người thân và chính họ sẽ bị nổ tung. Conan phát hiện ra không chỉ mình mà còn nhiều thám tử khác cũng rơi vào tình huống tương tự, trong đó có cả Heiji và thám tử trung học Hakuba. Sau cùng, Conan và Heiji cũng tìm ra chân tướng sự việc. Tất cả bắt đầu vào cái ngày Kit trộm viên kim cương tại bảo tàng Miyama. Cùng ngày hôm ấy, một băng cướp tấn công xe chở tiền bị Kit nhìn thấy mặt. Kit sau đó liên tục bị truy sát không tha. Cậu tìm hiểu được băng cướp này và chủ bảo tàng Miyama có liên quan với nhau. Nghĩ rằng mình bị truy sát bởi hành vi trộm viên kim cương năm ấy, Kit đã trả lại nó để đổi lấy yên ổn nhưng không khá hơn. Và rồi khi biết rằng mình bị truy sát vì đã nhìn thấy mặt thật của băng cướp, Kit không còn hiền như trước, quay lại đột nhập vào nơi đã từng trộm viên kim cương, sắp đặt tất cả để tên Miyama và băng của hắn giơ tay chịu trói trước cảnh sát, còn mình ung dung thoát khỏi họng súng của bọn cướp một cách dễ dàng. Trong movie này, Kit đã từng trộm và trả một viên kim cương thuộc bảo tàng Miyama, nhưng chúng ta không được chứng kiến, tất cả chỉ qua lời kể. Tuy nhiên, thứ mà Kit đã thật sự trộm được trong movie 10 này là bí mật và vỏ bọc của tên đầu sỏ Miyama, ép hắn phải ra trước ánh sáng, chịu tội trước công lý. Ngoài ra, Kit còn hỗ trợ khá nhiều cho Conan và Heiji trong việc giải mã vụ án nhiều uẩn khúc, từ đó vừa tìm ra thân phận thật sự của khách hàng ủy thác, vừa ngăn chặn tên hung thủ thực hiện trọn vẹn âm mưu của mình. Nhờ có vậy mà đội thám tử nhí, Ran, Kazuha cùng các thám tử mới được an toàn khỏi quả bom ID. À, cuối phim Kit cũng ra tay giúp cả nhóm khi chủ bảo Genta quên tháo chiếc vòng giao cho cảnh sát nữa. Phải nói là Conan rất may mắn đấy. À còn về việc Kit dõi theo hành trình phá án của Conan từ lúc nào, đó là từ lúc cậu giả trang thành thám tử trung học Hakuba. Dù không được xác minh chính thức, nhưng các chi tiết gợi ý trong phim đều ám chỉ điều đó. Riêng khoản lém lỉnh của Kit thì không lẫn vào đâu được. Hakuba thật đâu có thế. Nhìn chung vụ trộm lần này của Kit không tác động quá nhiều vào diễn biến câu chuyện. Thời lượng xuất hiện và vai trò của Kit trong movie này khá ít, không để lại quá nhiều ấn tượng. Này giống một vài cameo hơn. Cơ mà bù lại, đây là lần đầu tiên trong movie Kit không dùng những vụ trộm để vạch trần tội ác của ai đó, mà cậu chủ yếu dùng danh tiếng siêu trộm của mình cùng những kỹ năng đỉnh cao để giúp cảnh sát còng tay tên tội phạm lần trốn nhiều năm trời. Một sự đột phá khá hay ho đấy nhỉ. 4. Movie 14 – Con tàu biến mất giữa trời xanh. Ông bác giàu có Jirokichi của Sonoko chưa bao giờ buông bỏ đam mê bắt siêu trộm Kit. Lần này là thách thức Kaito Kit đến lấy đi viên đá quý Lady Sky được trưng bày ngay trên chiếc khinh khí cầu khổng lồ Beltree First. Đúng ra tin này phải nằm trên trang nhất như thường lệ, nhưng hôm nay lại có một tin khác nóng hơn, làm lời thách thức của ông Jirokichi phải lùi sang trang sau. Đó là vụ tấn công vào viện nghiên cứu vi sinh học, cướp đi một số ống nghiệm chứa virus nguy hiểm. Qua điều tra, cảnh sát biết được đó là nhóm khủng bố mèo đỏ. Sau khi lấy virus, chúng cho nổ viện nghiên cứu xóa dấu vết. Loại virus bị lấy đi là một loại vô cùng nguy hiểm, có khả năng lây lan cao, đặc biệt đối với trẻ em. Nếu ai mắc phải chỉ có nước chết. Quay lại với chuyến bay, đến ngày khởi hành, Kit cải trang thành nhân viên phục vụ đột nhập lên tàu. Nhưng trong lúc giúp đỡ đám nhóc, tay của Kit bị thương. Ran để ý liền đưa cho cậu ta miếng băng cá nhân. Miếng băng này đã bị Sonoko bí mật vẽ lên chữ yêu Shinichi, mà mãi đến lúc lên chuyến bay rồi Ran mới biết. Và nhờ có nó, Ran vô tình khiến Kit rơi vào tình huống khó xử. Sau khi tìm hiểu đầy đủ cơ chế bẫy tại nơi trưng bày viên đá quý, Kit quay trở lại trong bộ dạng anh nhân viên ngây thơ với gương mặt khác và bị Ran phát hiện. Dù đã nói dối đến đây để ngắm viên đá trong lúc rảnh rỗi, Kit vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của Ran khi cô nàng phát hiện miếng băng cá nhân đúng y miếng đã dán trước đó. Trong tình thế cấp bách, Kit đành dùng chiêu cũ nhưng hiệu quả, giả là Shinichi. Lấp lá lấp liếm một lúc, Ran cũng tin Shinichi bận bịu bấy lâu nay là để làm siêu trộm, tạm thời không báo cáo gì với cảnh sát và đội an ninh. Khi này trên khi khí cầu, bọn khủng bố bất ngờ tấn công, trước đó đồng bọn của chúng còn phát tán virus để đe dọa, uy hiếp tất cả những ai có mặt. Conan trong nỗ lực gỡ bom bị ném khỏi tàu, Kit lao ra cứu rồi cả hai cùng quay lại. Conan suy luận và hiểu ra mọi việc, từ chuyện virus chỉ là giả, cho đến thân phận của kẻ chủ mưu cũng như kế hoạch thật sự của hắn. Trong khi Conan đối phó với bọn khủng bố, Kit không can thiệp quá nhiều, cậu ta chỉ nhắm đến viên đá quý nên sau khi thành công, mượn tay Conan vô hiệu hóa bẫy, Kit lập tức xuất hiện trộm đi viên đá. Đến cuối phim khi mọi chuyện đã ổn, Kit toan rời đi thì bị Ran ngăn lại, lúc này vẫn còn nghĩ đó là Shinichi nên khuyên gian Kit từ bỏ con đường tội phạm. Kit định nhân cơ hội nẫng tay che nụ hôn đầu của Ran trước mặt Conan, nhưng vì cái tay hư nên đã bị Ran phát hiện. Thế là đành tiếc nuối đeo lại viên đá lên tay Ran và bỏ chạy trước khi bị Conan gông cổ. Có thể thấy vụ việc trong movie này có một chút hy hữu đối với Kit, khi mọi chuyện xảy ra thì hết 60% không nằm dự tính của cậu, khác hẳn với sự dễ dàng thường thấy trong các vụ trộm của anh chàng này. Ban đầu chỉ muốn trộm viên đá một cách vui vẻ thôi, nhưng Kit không ngờ lại bị cuốn vào vụ án với bọn khủng bố, rồi lại phải bắt đắc dĩ cải trang thành Shinichi gây ra bao nhiêu phiền toái. Cũng may những kỹ năng thượng thừa có được từ những vụ trộm trước đó đã giúp Kit an toàn thoát khỏi nghịch cảnh. 5. Movie 19 – Hoa hướng dương rực lửa. Một movie mà tớ cho là ấn tượng nhất về phần nhân vật Kaito Kit, cùng xem tại sao nhé. Ông Majirokichi chi mạnh tay rất nhiều tiền để tập hợp đủ 7 bức tranh hoàng dương của Van Gogh về một chỗ, sau đó thông báo mở buổi triển lãm hiện đại quy mô không tưởng về bộ sưu tập này.
Những bức tranh giá trị thế này đương nhiên không nằm ngoài tầm mắt của Kit. Ông Jidokichi vì thế mà chiêu mộ 7 chuyên gia và gọi họ là 7 samurai bảo vệ chúng. Trong đó có Kogoro Mori, thêm điều kiện dắt theo cậu nhóc Conan, người được gán cho biệt danh khắc tinh của Kaito Kid. Mặc dù Kid đã xuất hiện sớm ngay tại buổi họp báo đó nhưng chỉ vì mục đích để lại lời nhắn. Vụ trộm đầu tiên xảy ra trên chuyến bay đưa bức tranh về Nhật Bản. Kaito Kid khi này cải trang thành Kudo Shinichi và đã trộm được bức tranh đi. Nhưng điều kỳ lạ ở đây, máy bay bị cho phát nổ và mọi người rơi vào nguy hiểm. Cũng may xử lý kịp, Conan truy ra vị trí đáp của Kid nhưng không bắt được, chỉ có mỗi bức tranh được để lại. Vụ tiếp theo được Kid gửi thông báo đến chỗ ông Mori nhằm đến bức tranh số 5, vì thế mà buổi triển lãm sớm dành cho các khách mời đã bị hủy. Bức chuẩn bị được đưa vào hòm chứa thì Conan phát hiện có lá bài của Kid dán trên nắp. Nội dung thông báo đã trộm được bức tranh khiến mọi người hoang mang. Ngay lúc đó Kid lộ nguyên hình, tháo bức tranh chạy mất. Hôm sau một thông báo khác được gửi đến, Kid nói rằng sẽ trao trả bức tranh với cái giá 10 tỷ yên tiền mặt, yêu cầu cách sắp xếp số tiền cũng rất đặc biệt. Đến hẹn, Kid giở trò làm náo loạn nhưng vẫn giữ dao kèo và để lại bức tranh trong căn phòng khách sạn, không lấy đi đồng tiền nào. Vụ việc thứ ba, một hộp quà gửi đến chỗ ông Jidokichi vào trước ngày triển lãm, bên trong là lá bài của Kid. Nhưng nguy hiểm ở đây là chiếc hộp bốc cháy do phosphin, mọi báo cáo đều bị trì hoãn phục vụ cho màn khai trương buổi triển lãm bộ sưu tập Hoa Hướng Dương. Đến ngày hôm sau triển lãm diễn ra, mọi người kéo màn nườm nượp, Kid đội Shinichi cũng có mặt tại đây. Hỗn loạn dần xảy ra, các hung thủ dần được hé lộ khi Conan khám phá ra tất cả. Trong biển lửa, Kid, Conan và Ran cố gắng bảo vệ những bức tranh, Kid cứu được Ran ra ngoài, còn Conan gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng an toàn trở về. Vì sao tớ lại nhận định movie này đặc biệt? Đó là bởi vì trong movie này, Kid không chỉ tạo ra những vụ trộm trả xuyên suốt thời lượng phim mà còn khiến cho các nhân vật khác cùng người xem thắc mắc tại sao Kid lại thay đổi, trở thành một kẻ trộm đặt người khác vào nguy hiểm. Để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ, ta được khẳng định về nhân cách của siêu trộm, sự tài tình, tận tâm của anh chàng này trong việc bảo vệ những bức tranh khỏi sự phá hủy của hung thủ thật sự. Hơn nữa, lý do cho việc làm này đến từ lời thỉnh cầu của người đồng phạm già Konosukeji nhờ Kid bảo vệ những bức tranh để bảo vệ sự hạnh phúc cho người phụ nữ mà mình đơn phương mấy mươi năm trời không phai nhạt. Bộ đôi quý ông này thật sự khiến bao người xem phải cảm động đúng không nào? 6. Movie 23 – Cú đấm sapphire xanh. Kyogo Kumakoto có giải đấu quan trọng ở Singapore. Sonoko rủ mọi người đi nhưng chỉ có người lớn mới đủ điều kiện xuất cảnh. Conan trong lúc bế tắc không biết phải làm thế nào để được đi cùng. Bất ngờ bị Kaito Kid xách tay sang Singapore bằng một chiếc vali đặc biệt, đồng thời trao cho thân phận mới với cái tên Arthur Hirai. Thì ra Kid đến đây vì nhắm đến viên sapphire xanh quý giá của một ông chủ giàu có. Dưới thân phận Shinichi, Kid được đến gần căn hầm chứa viên đá và phân tích nó dễ dàng. Makoto dự định bỏ thi vì nhà tài trợ của anh ta vừa bị giết, đó là cô luật sư Sherry Lin. Vụ này Sonoko lo được, còn vụ giết người kia, nghi phạm số 1 chính là Kaito Kid vì có một lá bài logo của anh chàng đã xuất hiện tại hiện trường, nhuốm máu nạn nhân. Kaito Kid hành động hòng trộm viên đá nhưng bất ngờ bị tên luật sư Leon bắt quả tang khiến cậu rơi vào nguy hiểm. May mắn thoát nạn, Kid phải tiếp tục đối mặt với uy lực của Makoto, may có Conan trợ giúp mới thoát được. Đến ngày diễn ra trận chung kết, Kid cải trang thành Rachel, thư ký của ông chủ để tiếp tục trộm viên đá. Thế nào bên trong lại có xác chết của Rachel, Kid sau đó liên tục gặp khó khăn khi cảnh sát cứ đón đầu cậu. Kết quả Kid tẩu thoát với cái tay trúng đạn dì máu. Cuối phim nhờ có suy luận của Conan, mọi chuyện đã sáng tỏ khi Leon chủ mưu những vụ giết người, còn anh học trò của hắn ta lại là người muốn trừ khử chính hắn để trả thù. Kid phối hợp với phe thiện để bảo vệ an toàn cho mọi người, giải oan cho chính mình. Một movie khá ấn tượng khi ép Kid rơi vào những tình huống khó khăn chập trùng trong tình thế là kẻ tình nghi số 1 cho những vụ giết người dã man mà cậu không hề liên quan. Trong movie này chúng ta không còn bị nhàm chán bởi mô típ cũ quá quen thuộc với Kaito Kid mà được trải nghiệm những thước phim thú vị hơn rất nhiều cho thấy khả năng xoay sở đáng nể của anh chàng ảo thuật gia đẹp trai. Và đó là 6 lần Kid tung hoành làm điên đảo an ninh thế giới trong các movie của thám tử lừng danh Conan. Sắp tới trong movie 27, ngôi sao 5 cánh triệu đô, Kid sẽ tái xuất, hứa hẹn một phi vụ hoành tráng và nảy lửa hơn nữa. Nhớ like và đăng ký Chen Anime để đón chờ những video của Chen về movie mới cũng như về anh chàng ảo thuật gia này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!